Dạ cảm ơn tiếng hát của chị Vân Lê đúng không ạ? Dạ. Bây giờ tất cả quý vị nãy giờ là đã nghe ba giọng hát của ba thí sinh của chúng ta rồi. Bây giờ thí sinh mời ba thí sinh bước lên sân khấu này được không ạ?